Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô cũng chữa tay thằng ấy cho đáng. Bây giờ quân giữ nay nó hỏi tối sắt cũng dây ra mà buộc cổ mà trói cánh tay Đức Chúa Giêsu. Đấm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân giữ đạp dậy. Có kẻ lấy lọng gươm mà thuốc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng dây bát Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo ra giết đi. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh nấy chăng, 10 kinh kính mừng thương. Xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng con. Thì amen. Xin giáo phận Thái Bình ngắm thứ 4.